Thưa quý vị, Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi làm việc với chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, các ban đảng, sở ngành liên quan. Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thi hành hơn 6.800 bản án dân sự được quyết định và thi hành hơn 7.800 việc, đạt tỷ lệ 83,57%, vượt 1,57% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh cũng ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 80 trường hợp. Tổng số bản án hành chính mà cơ quan nhà nước là bên phải thi hành án là 67 bản án. Qua rà soát cho thấy 100% các bản án phải thi hành liên quan đến đất đai và tập trung chủ yếu ở các địa phương thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, các cơ quan nhà nước đã thi hành xong 43 trên 67 bản án, tăng 12 bản án so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Cục Thi hành án dân sự tỉnh đạt được. Đồng thời đề nghị cấp ủy chi bộ, lãnh đạo cục tập trung hơn nữa đào tạo nguồn lực có chất lượng cao, có ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị. Cục tiếp tục triển khai đầy đủ chặt chẽ các nhiệm vụ thường trực tỉnh ủy giao, nâng cao chất lượng hiệu quả trong phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ban ngành trên địa bàn tỉnh, tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại.